Quan Ương vô thượng tôn tam giới vô luân thất thiên nhân chi đạo sư tử sanh chi từ phụ nhất niệm quy nghi năng diệt tam kỳ nghiệp sân dương nhược tan thang ức kiếp mạc năng thần năng lệ sợ lệ tánh công thịt cảm ứng đạo giáo năng tư nghị ngã thượng đạo tràng như đế châu thập phương chư Phật anh hiện trung ngã thân anh hiện chư Phật tiện đầu diện tiếp túc quy mạng nghe lệ tâm mê đánh lệ nam mô tận hư không biện pháp dư hóa hiện bị lai thập phương chư Phật tôn pháp thiền thánh tăng thường trụ tam mê bảo tâm mê đảnh đề nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Đồng Hoa Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát tâm mê đảnh lệ nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Đế Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát à. Thiên đàng hải ngàn lư nhiệt danh hương hệ gia du tử mẫu lượng vô hương qua nội đất thanh lương chỉ tâm kiềm tương nhất chủ biến thập phương nam mô hương cúng dường bồ tát Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát
Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn bồ ngài đại bi tâm đà ra ni nam mô ấn ra đáng na đa ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô kiền đề thường bán ra gia bồ đề tăng đó bà dạ ma a ta ca đó bà dạ ma ca lô ni ca dạ an tăng bán ra phật về so đát na đát tọa. Nam mô thần kiên lần đợi mong a di đà bà lô kiết đê thất phật ra lần đàn bà nam mô na ra cấn đi a di ma hai bàn đa sa mê tăng bà tha đâu dù bàn a thề dân tác bà tác đá na ma bà già ma phần đàn đâu đã điệt tha an nam bà lô hê lô ca đề ca ra đề di hê thị ma bồ đề tát đô tát ba tát bà ma ra ma ra ma ma hê ri đà dùng cô lô hô lô yết mông đô lô đô lô phát xà gia đế ma ha phát xà gia đế đa ra đà ra địa ri ni tóc phật ra gia nhà ra gia ra mà văn ma ra mùng đề đề hệ nghe tất na sa xâm phật ra sa đời phật xâm phật ra sa ra ở ro ro ma ra ở ro ro điện ta ra tấn đi tô ro bồ đề giá bồ đề giá bồ đề giá bồ đề giá Ni đa ri a na ra ri đi a ri sa ka ni na ma ya ma na ta ba tất đà ya ta ba na ma tất đà ya ta ba na tăng đà du nghệ tất bàn ra ya ta ba na ra cẩn thì ta ba ma ra na ra ta ba na tất ra tăng mục hệ ya ta ba tam bà mạng ha tất đà dạ tam bà và kiệt ra tất đà dạ tam bà ba đà ma yết tất đà dạ tam bà na ra nga rị bàn đà ra dạ tam bà ma bà lự tăng yết ra dạ tam bà nam mô ắc ra đát na đa ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô kiết đê tất cả bán ra và tam bàn hán tất cả điển đô màn đa ra bát xa và tam bàn hán tất cả điển đô màn đa ra bát xa và tam bàn hán tất cả điển đô màn đa ra bát xa và tam bàn tam mô thập phương thường trụ tam bảo nam mô thập phương thường trụ tam bảo nam mô thập phương thường trụ tam bảo quê lệ đăng tam giới tôn ở quy mạng mười phương Phật con nay phát nguyện rộng thọ trì kinh vạn Phật trên đền bốn ơn nặng với cựu khổ tam độ nếu có kẻ thấy nghe điều phát tâm bồ đề nam mô bảo thân này sanh qua cõi cực lạc nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư Kinh Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ vô thường thẩm thấm vi diệu pháp. Ba thiện vạn kiếp đang tạo ngộ ngà kim kiến văn đắc thọ trì.
nguyện dạy Như Lai chân thiết nghĩa. Nam mô ông danh hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô ông danh hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô ông danh hội thượng Phật Bồ Tát. Đại từ đại bi mừng chúng sinh, đại hỷ đại xá tế hàm thức, tương hảo quang minh dị từ nghiêm, đệ tử chỉ tâm quy mãn đệ. Chế tâm đảnh đề nam mô văn thinh Phật. Chế tâm đảnh đề nam mô lòng đức Phật. Chế tâm đảnh đề nam mô công đức Bồ Phật. Chế tâm đảnh đề nam mô tâm công đức Phật. Chế tâm đảnh đề nam mô đại thinh Phật. Chế tâm đảnh đề nam mô liễu thinh Phật. Tâm đảnh đề nam mô đoạn ác đạo Phật. Chế tâm đảnh đề nam mô thiên Phật sa Phật. Chế tâm đảnh đề nam mô thủy nhãn Phật. Chế tâm đảnh đề nam mô đại đăng Phật. Chế tâm đảnh đề nam mô đi ám Phật. Chế
đảnh đề nam mô kiên cố nhãn Phật. Chế tâm mê đảnh đề nam mô Bất khả tư nghị quang minh Phật. Chế tâm ý đảnh đề nam mô Phổ quang minh Phật. Nam mô Phổ Hiền Phật. Chế tâm ý đảnh đề nam mô Thắng Nguyệt Phật. Ý đức Phật. Chế tâm ý đảnh đề nam mô Trang nghiêm thinh Phật. Nam mô Diệu Quang Ý Phật. Chế tâm ý đảnh đề nam mô Hiện Quang Phật. Kiên cố hoa Phật. Chế tâm ý đảnh đề nam mô Công đức thành Phật. Thoát thừa Phật. Chế tâm ý đảnh đề nam mô Hàng phục oán Phật.
quá thiệt Phật. Chế tâm định đề Nam Mô quá chư phiền não Phật. Chế tâm định đề Nam Mô vô lượng quang Phật. Chế tâm định đề Nam Mô vô cấu tâm Phật. Chế tâm định đề Nam Mô hòa hiệp thinh Phật. Đề Nam Mô bậc khá lượng nhãn Phật. Chế tâm định đề Nam Mô thế lực Phật. Chế tâm định đề Nam Mô diệu quang minh Phật. Chế tâm định đề Nam Mô tập công đức Phật. Chế tâm định đề Nam Mô khả văn thinh Phật. Chế tâm định đề Nam Mô đại tư duy Phật. Tín thiên hạ Phật. Chế tâm định đề Nam Mô tự di cam lộ Phật. Tâm định đề Nam Mô liễu ý Phật. Chế tâm định đề Nam Mô
thắng đăng Phật. Chế tâm định đề Nam Mô Kiên ý Phật. Chế tâm định đề Nam Mô Đức Thế Phật. Chế tâm định đề Nam Mô Hoa Nhãn Phật. Chế tâm định đề Nam Mô Bồ Đề Quang Minh Phật. Chế tâm định đề Nam Mô Thôi Thắng Thinh Phật. Chế tâm định đề Nam Mô Lục Thông Thinh Phật. Tâm định đề Nam Mô Quay Đức Lực Phật. Chế tâm định đề Nam Mô Ngôi Nhân Sinh Phật. Chế tâm định đề Nam Mô Thắng Hoa Tập Phật. Tâm định đề Nam Mô Đại Kế Phật. Chế tâm định đề Nam Mô Bất Tùy Tha Phật. Chế tâm định đề Nam Mô Bất Quý Hạnh Phật. Định đề Nam Mô Ly Nhất Thiết Ưu Ám Phật. Chế tâm định đề
Tâm vọng mạnh Phật chế tâm mê định đề nam mô giải thoát tuệ Phật tâm mê định đề nam mô ly ác đạo Phật chế tâm mê định đề nam mô diêm phù đăng Phật chế tâm mê đảnh đề nam mô thắng cúng dường Phật đảnh đề nam mô thiền tứ duy Phật chế tâm mê đảnh đề nam mô thắng quay đức sắc Phật chế tâm mê đảnh đề nam mô tín chúng sanh Phật tâm mê đảnh đề nam mô khoái cung kính Phật chế tâm mê đảnh đề nam mô ba đầu ma thanh tịnh Phật chế tâm mê đảnh đề nam mô thắng cúng dường Phật tâm mê đảnh đề nam mô chúng chúng sắc hoa Phật chế tâm mê đảnh đề nam mô nhân ba đầu ma Phật chế tâm mê đảnh đề nam mô thiện hương Phật
Thắng công đức Phật Thế tâm định đề Nam mô hư không kiếp Phật Nguyệt Hiền Phật Chế tâm định đề Nam mô Kiên cố Phật Nam mô Diệu lực Phật Thế tâm định đề Nam mô Thắng Nhân Đà La Trí Phật đề Nam mô Thắng Thân Phật Chế tâm mê định đề Nam mô Ái tưởng duy Phật đề Nam mô Thắng Hương Phật Chế tâm định đề Nam mô Vô Tránh Hạnh Phật Công đức xá Phật Chế tâm định đề Nam mô Đại tinh tấn tư duy Phật tâm định đề Nam mô Đại Quang Minh Phật Chế tâm định đề Nam mô Nhiếp Thọ Thí Phật
tâm ê đảnh đề nam mô tu hành thâm tư duy hả Phật à. Chế tâm ê đảnh đề nam mô hương hy hả Phật à. Tâm ê đảnh đề nam mô hương tưởng Phật à. Chế tâm ê đảnh đề nam mô chúng chúng trí Phật à. Chế tâm ê đảnh đề nam mô tư duy diệu trí Phật à. Chế tâm ê đảnh đề nam mô công đức trang nghiêm Phật à. Chế tâm ê đảnh đề nam mô tăng thượng hạnh Phật à. Chế tâm ê đảnh đề nam mô trí hạnh Phật à. Chế tâm ê đảnh đề nam mô công đức sơn Phật à. Chế tâm ê đảnh đề nam mô thân mang thập phương Phật à. Chế tâm ê đảnh đề nam mô nhiếp thọ trạch Phật à. Chế tâm ê đảnh đề nam mô tín diệu Phật à. Chế tâm ê đảnh đề nam mô nguyệt kiến Phật à. Chế tâm ê đảnh đề nam mô công đức thủ Phật
đảnh đề nam mô pháp lực Phật. Kế tâm mê đảnh đề nam mô quá nhất thiết nghi Phật. Thế tâm mê đảnh đề nam mô xưng vương Phật. Thế tâm mê đảnh đề nam mô hộ chữ căn Phật. Xin đem nhân duyên công đức lễ Phật này nguyện được thân trang nghiêm, tâm phước tướng tốt tròn đầy. Pháp thân chư Phật tướng tốt tùy hình thân chẳng nghiêng đồng, đệ tử và chúng sinh nguyện đều thành tựu. Nam mô đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Nam mô đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Nam mô đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Sa lời tự sắc bất gì không không bất gì sắc sắc tức thì không không tức thì sắc à, tướng anh tức diện phục như thì sa lời tự thì chư pháp công tướng bất sanh bất diệt bất câu bất tình bất tăng bất giảm thì cố công trung mà mờ sáng vô tờ tướng hành thức vô nhàn nhị tỷ thiệt tân ý vô sắc tính hương bị xuất pháp vô nhàn giới đại chi vô y thức giới vô vô minh diệt cả vô vô minh tầng đại chi vô lão tứ diệt vô lão tứ tầng vô khổ tập diệt đạo vô trí diệt vô đắc dĩ vô sở đắc cố vô đề tác đoa y bát nhã Bà La Mật Đa có tâm vô ái ngài vô ái ngài cố vô hữu ngũng vô biến đi điên đạo mộng tương cứu cách niết bàn tam thế chư Phật. Ni Bát Nhã Ba La Mật Đa có đắc nga đầu đa la tam miểu tam bồ đề ô tri Bát Nhã Ba La Mật Đa thì đại thần chú thì đại minh chú. Thì
Bồ Thượng Chú Thế Bồ Đằng Đằng Chú Năng Trừ Nhất Thiết Khổ Chơn Thiệt Bậc Hư Có Thiết Bát Nhà Ba La Mật Đa Chú. Thượng Thiên Chú Vị Ngài Đệ Đế Ba La Hiền Đệ Ba La Tăng Hiền Đế Bồ Đề Ta Bà Hai Hiền Đệ Đế Ba La Hiền Đệ Ba La Tăng Hiền Đế Bồ Đề Ta Bà Hai Hiền Đệ Hiền Đế Ba La Hiền Đệ Ba La Tăng Hiền Đế Bồ Đề Ta Bà Hai. Thiêu tai các tường thần chú nắng mồ tam ma đa bồ đa nắm ma ba ra đề a đa ra ta nằm nằm đa địa ta kê 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 nghe hồng hồng nhầm va ra nhầm va ra ba ra nhầm va ra ba ra nhầm va ra đề danh xa đề danh xa danh tri đề danh tri thì ta vẫn ra. Ta vẫn ra biến đế ca thất trì đế ta bà hai nam mô tam mang đa bồ đề nam ba bát ra đề a đa sa ta đa nam đa đi ta a ga 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 om om nhầm ba ra nhầm ba ra ba ra nhầm ba ra ba ra nhầm ba ra đề dẫn sa đề dẫn sa dẫn tri đề dẫn tri đề. Ta vẫn ra ta vẫn ra biến đề ca thất trì đế ta bà nam mô tam mang đa mô ca đa nam ma bát ra đề a đa sa ta đa nam đa đề ta ca 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 hồng hồng nhầm ba ra nhầm ba ra ba ra nhầm ba ra ba ra nhầm ba ra đề sanh sa đề sanh sa đề đề sanh đề đề ta vẫn ra ta vẫn ra biến đề ca thất trì đế ta ba nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sau thờ đều an lành tất cả các thờ đều an lành xin nguyện chư Phật thường gia hộ nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sau thờ đều an lành tất cả các thờ đều an lành xin nguyện chư Phật thường gia hộ nguyện ngày an lành đêm ngày sau thờ đều an lành tất cả các thờ đều an lành xin nguyện chư Phật thường gia hộ. Nam mô Tiểu Tài Giảng Kiết Tường Bồ Tát Ca. Nam mô Tiểu Tài Giảng Kiết Tường Bồ Tát Ca. Nam mô Tiểu Tài Giảng Kiết Tường Bồ Tát Ca. Thế nhất gì quá bạn diệt tùy giảm má như thiệu thủy ngư tương hữu hà lạc. Đại chúng đường cần tinh tấn như cứu đầu nhiên đang niệm vô thường thân Phật phóng dập. Đệ tử chúng đang tùy thân tu tập phổ hiền Bồ Tát thập chúng đại nguyện nhật gia đệ kính chư Phật nhị gia xưng tán Như Lai tam già quán tu cúng dường tự giả sám hồi nghiệp chướng ngụ giá tùy hỷ công đức lục và thinh chuyển pháp luân thật giả thinh Phật trụ thế bát giả thường tùy Phật học cựu giá hằng thuận chúng sanh thật giả vô giai hồi hướng lễ Phật công đức thù thắng hạnh vô biên thắng phước giai hội.
thập giới chư chúng sanh tốc vãng vô lượng quang Phật sát thì nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí tuệ chứng minh liệu. Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ ai thế thế thượng hành Bồ Tát đạo nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung hòa. Ở phẩm điện hoa vi phù màu hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh hệ bất thối Bồ Tát vi bàn nữ. Nguyện dị thứ công đức phổ cập ư nhất thiết kỳ ngà đành dự chúng sanh giai công thành Phật đạo. Nam mô Hiền Tòa Đạo Tràng Tá Bà Giáo Chú Điều Ngư Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh. Phật nguyện Phật từ Quang Đại Cảm Ứng Bồ Tát Quang Giang Đạo Tràng chứng minh công đức tư thời hiện thiền đệ tử nhân mùa kiết đông năm Tân Sửu 2021 cung đối Phật tiền thành tâm để đầy vàng Phật hồng danh. Nguyện hồi hướng công đức cầu siêu độ vị hướng linh pháp danh diệu hiền thế danh. Quán sanh ngày 15 tháng 11 năm Tân Sửu hướng thọ trần thế 87 tuổi. Nguyện hướng linh thừa tư tam bảo lực lai đáo Phật tiền thân pháp văn kinh tốc xá ta bà siêu sanh tịnh độ. Hồ nguyện âm siêu dương thành pháp giới chúng sanh đồng thành Phật nghe đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Từ bi Phật đương nguyện chúng sanh thế giới đại đạo pháp vô thượng thâm. Từ quý pháp đường nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Từ quý tăng đường nguyện chúng sanh thống đi đại chúng nhật thiết vô ngại. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.